Xin kính chào quý toàn thể anh em chiến hữu gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp ha. Thì tiếp theo những video và những con máy trước cho anh em là hôm nay cũng lên video và tiếp tục trả hàng cho anh em chiến hữu tiếp theo bên em. Thì hôm nay xin trả một con máy ha, là 16 feet lớn mẫu cải tiến nha anh em, chuyên thuyền công suất lớn chạy E65 ha. Xin trả hàng cho anh em kích thủ ở Thái Nguyên nha. Thì đây là cái tổng quan máy nha anh em. Đây là mẫu phiên bản mẫu cải tiến bên em. Thì máy có chức năng đầy đủ nha, như là chống kẹp ngược nè, chống chập vợt, chống quá tải quá dòng và chống giật cò bóp cho anh em mình luôn ha. Quạt gió là xài quạt gió là quạt auto nha anh em. Bóp cò quạt gió hoạt động, mà không bóp cò thì trong thời gian nhất định máy sẽ tự ngắt, quạt gió sẽ tự ngắt ha. Còn cái mở thêm tính năng cho anh em mình nữa, một cái tính năng an toàn khi anh em mình sử dụng cho anh em chuyên thuyền ha, là mở cái tính năng chống giật khi cò bóp rớt nước cho anh em mình luôn. Đó, thì đây anh em nhìn thấy nè. Thì mặt trước đây thì hai cọc cùng màu là cọ bóp ha, hai cọc khác màu là điện ra. Đây cọc đen là lắp mát thuyền nha, còn đây là vợt nha. Còn đây là cấp áp 110-220 cho anh em đánh nước cạn nước sâu. Đó. Muốn đánh sâu, muốn khỏe thì đặt 220, còn đánh vừa vừa thì bật 110 thôi. Còn ở đây là nút chỉnh tần số ha, còn đây là chỉnh tắt mở trộn xung. Anh em muốn đánh lì anh em quẳng hết núm này về, còn muốn trộn xung thì mở lên ha. Này là chạy băng cách ly cho anh em mình nha, là giữ áp giữ dòng, máy nó tiết kiệm điện. Còn ở đây là cái nút là mở tính năng cho anh em nè, tính năng mới nè, là chống giật khi anh em mà rớt cò xuống nước ha. Đó. Phòng sự cố anh em đi một mình. Rồi thì sẽ test con máy và test chừng chức năng cho anh em mình nắm luôn ha. Thì máy thì được thiết kế một hộp nắp trong, em cũng vừa tháo ra đó anh em nhìn thấy đó. Tháo ra cho anh em mình tham khảo nội thất bên trong máy á nha. Đây ha. Làm tỉ mỉ nè, chi tiết cho anh em mình. Quạt gió em chưa lắp dây này vào nha, để em tránh ồn trong video. Thì khi nào test máy xong sẽ lắp đầy đủ cho anh em mình trước khi đóng gói gửi hay trả hàng nha. Thì tặng cho anh em mình cái bộ chi cò. Cò này là cò phép đồng, loại tốt ha. Đồng rất là dày nha anh em, dài 9 phân nha. Đây. Dây 1.5 nha. Chứ bên em là tặng dây là dây nói chung là dây chất lượng cho anh em mình, chứ không phải là dây cũng như sợi chỉ nha. Dây này dây to khá to. Kẹp nguồn là kẹp đồng nguyên chất 100%. Anh em để 500 vào không hít ha. Nếu anh em để 500 vào cái má đồng này, nếu anh em hít là em đền cho anh em cái gì cũng được ha. Nó chỉ hít là chỗ cái lò xo này thôi nha anh em. Trong đây có lò xo nè, cho nó bung cái kẹp nè. Còn quạt gió thì có lưới tản nhiệt bảo vệ đầy đủ cho anh em luôn ha. Lưới bảo vệ cánh quạt tản nhiệt nè. Đó, anh em nhìn thấy nha. Không phải để chống trời, chống lốc đâu. Để chống không anh em, nhiều khi có vật gì nó vào đây thì nó sẽ ảnh hưởng cánh quạt, nó gãy cánh quạt, nó ảnh hưởng tới cái quạt này là không quạt được nữa nha anh em. Nói chung là cũng bảo vệ an toàn nhất, tốt nhất. Cái gì em thấy hiệp tiện hiện, có lợi nhất có thể em sẽ phục vụ cho anh em mình. Rồi bây giờ cũng không làm mất thời gian của anh em mình, thì cũng tiến hành test máy nha nè. Thì máy mình đánh nước ngọt nha, ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm tạp chất ha. Không có kén cá nè, bao đây em đánh rô phi luôn nha, cá nó đẹp rút tặng vật cho anh em mình luôn nha. Rồi bây giờ em lắp kẹp nguồn vào nha anh em, lắp kẹp nguồn, lắp dây tải ha, tải cho bằng tải bóng đèn nha. Cho bằng tải bóng 1000W. Thì anh em mình lưu ý ha, trước khi mình hạ giọt cái nước đánh ở trên bờ, mình bóp cò hai cái trước giùm em, rồi sau đó mình hạ cái giọt xuống nước đánh nha. Rồi em đang lắp cái gọng dây chống giật cho anh em mình luôn ha, test cho anh em mình tham khảo luôn, cho anh em mình nắm luôn cái cụ thể hơn ha, chứ em nói miệng thì anh em mình không có hiểu. Thì video trước có test máy trên con máy cách nóng lạnh rồi anh em. Giờ sau một số anh em mà chưa được xem thì chưa được biết ha, thì sẵn đây em test luôn. Còn cò bóp thì anh em cứ lắp dây cầu vào nha, em tước đầu dây sẵn nè. Anh em thì cứ xỏ ngang qua rồi siết lại. Còn đây em sử dụng bằng cái cò này thì mình kẹp cho nó lẹ thôi chứ không có gì đâu. Thì nói chung là công việc là khá là bận rộn ở trong thời gian này nên
những đơn hàng của anh em mà sửa chữa nâng cấp một những đơn hàng máy mới cũng vậy luôn, lỡ có hơi chậm trễ thì mong quý anh em mình thì thông cảm bỏ qua giùm em ha, lỡ có chậm trễ chút xíu ha. Rồi bây giờ thì mình xin test máy đi nè ha, thì mình test chế độ đánh lề trước nè ha. Mình hạ cái nấm màu vàng là về, mở hạ hết về, nghe một tiếng tách ha. Thì anh em lưu ý nè, trước khi mình hạ giật nước đánh á, trước khi mình chưa lắp nào vào ha, hoặc là lắp rồi lắp vô sẵn đi, anh em lắp vợt vô hết đi, nhưng mà cái vợt mình lúc để trên khô cũng như giống như ở đây em chưa cho băng tải ha, mình bóp cò trước một cái hai cái vậy nè, điện nạp vô tụ lọc nguồn tụ bơm đầy đủ ha, lúc đó anh em xài máy nó bền bỉ, nó mát máy, nó không có hại máy mình đó. Rồi bây giờ xin test máy nè, tần số đang để mức thấp nhất nha, mà anh em cảm nhận thanh máy đây, tăng tần số maximum cho anh em mình đây biết nè, tiếng máy rất rong nha anh em. Còn tùy vào cái mặt cá ha, mà anh em mình chọn tần số khác nhau nha, chứ không phải là chơi hết ga số nha, nếu chơi hết ga số thì cá nó ở dưới luôn anh em, nó tiếp cục ha. Nói chung là anh em mình đánh là tầm hướng 9-10 giờ đánh trước đi, nhìn thấy yếu mình có thể lên tầm hướng 10 giờ, có thể 11 giờ đó. Còn dù mình thấy yếu nữa có thể tăng lên, hoặc là vừa thôi, hoặc là anh em có thể thấy nó mạnh quá thì có thể mình giảm lại ha, cho cá nó đẹp chứ nó trào lên, như khi anh em chỉnh mạnh quá nó sẽ chết ngọt quá, nó không lên kịp ha. Còn nấm màu vàng muốn mở lên trọng sung nè, mở lên ha, đây mở lên nó đang ở chế độ sung sung hẹp, còn anh em muốn đánh nước sâu hơn mình mở nấm màu vàng mở rộng ra, quặn lên là nó mở rộng sung ra nha, đây cho anh em đánh nước sâu hơn ha. Đó, còn tần số thì mình cũng cân chỉnh theo mặt cá nha. Rồi đơn giản dễ dùng nha anh em. Còn anh em muốn đánh nước cấp áp thấp hơn thì mình mặc bì 110 thôi, dùng đánh nước cạn hơn. Đó, đầu tiên anh em cứ xài mức thấp nhất và mức tần số thấp nhất, và có thể là chế độ là thấp thôi, thấy vừa để ý thì thôi, tại vì tùy vào cái nguồn nước mình có cấp áp khác nhau, nước sâu nước cạn khác nhau ha. Anh em mình tùy mặt cá nữa, chứ mình đó là tùy cơ ứng biến, hoặc anh em nào thực tế khi lúc đánh có thể mình không hiểu thì cứ liên lạc trực tiếp cho em hỗ trợ thêm cho anh em mình đó. Rồi cũng bây giờ xin test một chế độ tính năng mới cho anh em mình tham khảo luôn ha. Thì đây em có một cái chung nước nhỏ để test cho anh em mình ha, đây để phía bên đây cho nó dễ nha, mình nói chỗ cọc cọc lo này nè, cọc để cho chống giật đó, để khó thấy ha. Rồi đầu tiên thì mình để cho máy nó hoạt động đây. Rồi sợi dây này anh em mình phải kẹp để gần cái cò này như thế này nha, ở gần cái đoạn dây này cũng được đó, tại vì khi cho cái cò này nó rớt nước, trong trường hợp mình không mong muốn đi, ví dụ mình cái lỡ rớt nước ha, rớt nước thì cái cò rớt nước thì cái này nó cũng rớt nước theo, lúc đó thì bóp cò máy không hoạt động nha. Còn nếu anh em mình để không như vậy, để nước thì cũng không được nha anh em, để không vậy nó cũng không ngắt đâu, hoặc cái cò rớt nước cũng không ngắt, nếu một cái cò không vậy cũng không ngắt nha, mà đồng thời hai cái này rớt nước sẽ tự ngắt. Rồi nó test cho anh em thực tế nè, nè nếu cọng dây này nằm dưới là không ngắt nè, hoặc là cái cò ấy nước không cũng không ngắt nha. Rồi bây giờ em để hai cái này cùng lúc xuống nước sẽ tự ngắt nha, đây nó anh em nhìn thấy nha, tự nó sẽ tự ngắt, bóp cò cũng nào nhấp nhả cũng không được luôn nha, nó dậm dậm dậy dở lên vũ khô, rồi bóp cò lại là hoạt động bình thường ha. Rồi làm lại lần nữa cho anh em nhìn cảm nhận nha, đây nó tự ngắt nha, cho mình dở lên nè, vũ cò sạch sẽ đó, là xài anh em rất an toàn cho anh em mình ha. Thì em ra sẵn vậy đó, nếu anh em mình cảm thấy nó vướng hoặc là rùm rà thì anh em có thể không sử dụng, mình chỉ xài cò thôi, không cần nói thêm một đoạn dây nữa cặp vô đây nó. Còn em nào thấy nó hay mình áp dụng vào máy mình an toàn cho mình ha, cho người sử dụng, rồi anh em cứ lắp còn dây bọn gì giống như em xài ha, để cứ để gần ở cò cái đoạn cái đầu dây này, mà không cần thước dài đâu, chỉ cần cho ló ra xíu là được rồi,
cứ để gần ở khu vực cái cò bóp như thế này, hoặc anh chị em treo gần gần ở đây, còn muốn để gần ở đây cũng được ha, không sao hết đó. Rồi ok anh em mình luôn ha, rồi test đầy đủ tính năng cho anh em mình tham khảo rồi đó. Thì anh em nào thích thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Giá máy thì tầm 3x 4x tùy bộ nhu cầu, tùy mẫu ha, đâu tùy vào cấu hình đó. Thì chủ nhân máy thì anh nếu xem được video này thì anh cũng thấy được nha, tại vì anh không có xài Zalo nên em không có chia sẻ trực tiếp cho Zalo cho anh được. Thì anh có đăng ký kênh thì nếu đăng lên chắc có lẽ anh sẽ xem được video này nha. Thì video này chung em làm thì chung là quay vậy thôi, chứ máy thì em gửi đi rồi, chứ một hai hôm em mới có thời gian đăng video được cho anh đó nha. Thì anh khi nào nhận máy thì cứ sử dụng, và không hiểu thì cứ liên lạc trực tiếp với em, hỗ trợ cho anh em mình luôn ha. Rồi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh em mình nha. Rồi trong video có gì sơ sót một sơ sức gì đó mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua giùm em nha. Thì những đơn hàng anh em đặt tiếp theo bên em thì xin hoàn thiện sẽ thông báo cho anh em mình biết ha. Đó, thì có thời gian thì cứ sẽ đăng video cho anh em tham khảo thôi, còn không có thời gian thì sẽ thông báo. Nếu anh em mình có xài Zalo em sẽ chia sẻ riêng một video test ngắn ngắn gọn cho anh em mình, để anh em biết là máy cấu hình như thế nào và nó có hoạt động hay chưa, để anh em mình tin tưởng và nhận hàng ha. Rồi máy bên em thì những con máy mới được miễn ship hoàn toàn toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Rồi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh em mình, cảm ơn anh em đã xem video, cảm ơn anh em đã ủng hộ. Rồi xin trân trọng kính chào anh em và xin hẹn gặp lại những video và những con máy tiếp theo bên em nha anh em.